Đây là bản tin tổng hợp trong ngày của Ba Việt Ngữ Đá Châu Tự Do trên kênh YouTube Hoa Phê Việt. Trần Như xin kính chào quý khán thính giả. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Hai thành viên nghị viện châu Âu vừa chính thức thông báo về việc hoãn phê chuẩn hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam. Nhóm 17 luật sư Lộc Hưng đại diện cho 20 hộ dân bị cưỡng chế phá dỡ nhà xây dựng trái phép ra thông báo số 2 khẳng định về việc cưỡng chế của chính quyền vừa qua là cách thu hồi đất trá hình. Ông Phan Văn Anh Vũ và một số quan chức công an cấp cao sẽ bị đưa ra xử công khai kể từ ngày 28 tháng 1 tại Hà Nội. Trong phần đề sử chúng tôi có bài liên quan đến khu vườn rau Lộc Hưng và cách nhìn từ báo chí chính thống Việt Nam về sự kiện này. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, ông Nguyễn Văn Viễn và một đảng viên Việt Tân, người Úc gốc Việt, ông Châu Văn Khảm, bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt từ ngày 13 tháng 1 vừa qua. Hãng tin AP ngày 25 tháng 1 dẫn nguồn từ những đồng sự của ông Châu Văn Khảm ở Úc về việc ông này bị bắt ở Việt Nam. Thông cáo báo chí của đảng Việt Tân đưa ra cũng xác nhận tin như vừa nêu. AFP nhắc lại việc bắt giữ ông Châu Văn Khảm diễn ra chỉ ít ngày sau khi một blogger và tác giả người Úc bị bắt tại Trung Quốc. AFB dẫn lời đồng sự Nguyễn Phong của ông Châu Văn Khảm rằng ông Khảm là một doanh nhân đã về hưu. Ông nhập cảnh Việt Nam qua ngã Campuchia để thực hiện chuyến khảo sát thực tế nhằm đánh giá tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Theo tổng cáo báo chí của đảng Việt Tân, trụ sở tại Hoa Kỳ, thì ông Châu Văn Khảm khi đến Sài Gòn bằng đường bộ và gặp ông Nguyễn Văn Viễn thì cả hai bị bắt. Cho đến nay không ai biết hai người bị giam tại đâu. Trong khi đó, thì cơ quan phụ trách ngoại vụ của Úc vào ngày 25 tháng 1 xác nhận với AFB là đã tìm cách tiếp cận lãnh sự với người bị bắt. Tuy nhiên bởi lý do riêng tư, cơ quan này không thể cung cấp thêm chi tiết. Ông Chu Văn Khảm được nói là một gương mặt quen thuộc và tích cực trong cộng đồng người Việt tại Sydney, Úc. Nhiều hoạt động dân chủ này thường xuyên tiếp xúc với chính giới và Bộ Ngoại giao Úc để vận động cho nhân quyền ở Việt Nam. Hội Anh em Dân Chủ vào ngày 25 tháng 1 cũng ra thông cáo báo chí xác nhận thành viên Nguyễn Văn Viễn đã bị Công an Việt Nam bắt giữ khi gặp ông Chu Văn Khảm tại Sài Gòn hai thành viên nghị viện châu âu vừa chính thức thông báo về việc hoãn phê chuẩn hiệp định thương mại tự do eu việt nam theo video được đăng tải trên trang twitter của nữ nghị sĩ jude kirsten darling thì lý do hoãn được bà viện dẫn là bởi vấn đề kỹ thuật tuy vậy bà đặt câu hỏi sự chậm trễ này có xảy ra nếu chính phủ việt nam tiến bộ về nhân quyền theo bà thì luật an ninh mạng mới được chính phủ Hà Nội áp dụng vào đầu tháng 1 đã dấy lên những lo ngại sẽ làm hạn chế quyền tự do ngôn luận trong nước. Bà cũng nhắc đến tình hình cưỡng chế trên quy mô lớn tại vườn rau Lộc Hưng được các phương tiện truyền thông độc lập nhắc đến, điển hình là Đài Á Châu Tự Do. Tình hình nhân quyền cũng là vấn đề đáng quan tâm tại Việt Nam khi vẫn còn hơn 100 tù nhân lương tâm vẫn bị giam giữ tại khắp các nhà tù trên khắp nước hoặc đang bị quản chế chỉ vì thực hiện những quyền cơ bản của con người. Cũng trong video thì nghị sĩ Raymond Tremosa cho biết phía châu Âu mong muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các vấn đề bền vững phải là những yếu tố ràng buộc trong hiệp định. Theo nghị sĩ Kristen Darling thì nếu Việt Nam không cải thiện những vấn đề vừa nêu, cơ hội để hội đồng tiếp theo phê chuẩn hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam là rất khó vẫn liên quan đến hiệp định thương mại tự do EU Việt Nam thì các chuyên gia đưa ra cảnh báo rằng hiệp định này có thể không được phê chuẩn nếu Việt Nam không đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề về lao động. Trước đó thì vào ngày 15 tháng 1, bà Mausrom, quan chức cấp cao nhất về thương mại của Liên minh Châu Âu đã gửi một lá thư đến Hà Nội bày tỏ mong muốn Việt Nam cam kết cải cách các vấn đề lao động và nêu lên những quan ngại về vấn đề nhân quyền nhưng chính phủ hà nội đã không có phản hồi gì về vấn đề này theo các điều khoản lao động của hiệp định thương mại tự do eu việt nam chính phủ hà nội đã có nghĩa vụ phải cải cách cả hệ thống pháp luật lẫn thể chế và thực tiễn để đảm bảo thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc nghị viện châu âu chịu trách nhiệm phê duyệt tất cả các điều ước hoặc hiệp định thương mại quốc tế mà eu tham gia có các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn lao động trong các hiệp định để đảm bảo rằng người lao động ở các nước liên quan có thể hưởng lợi hoàn toàn từ hiệp định này. Theo ông Chang Hili, giám đốc quốc gia của Tổ chức Lao động Quốc tế gọi tắt là ILO tại Việt Nam thì EVFTA có thể được trình trước Quốc hội châu Âu vào tháng 3. Cho đến lúc đó thì nếu Việt Nam không đạt được tiến bộ nào trong việc đáp ứng các yêu cầu lao động dựa trên tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản, việc phê chuẩn hiệp định có thể không xảy ra. Việt Nam chưa phê chuẩn 3 trong số 8 công ước cơ bản bao gồm công ước 98 về khiếu kiện tập thể, công ước 87 về tự do lập hội và công ước 105 về cưỡng bức lao động. Việt Nam cũng cần tính đến bộ luật lao động sửa đổi nhằm điều chỉnh luật phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến thương lượng tập thể và tự do lập hội. Theo các chuyên gia không pháp lý hiện tại của Việt Nam đã có nhiều khái niệm chính về tiêu chuẩn ILO. Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ tăng cường hơn nữa việc thực hiện các nguyên tắc này của Việt Nam. Bà Sara Gawlewski đồng chủ tịch của Ủy ban Nhân sự và Đào tạo của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cũng cho rằng việc phê chuẩn Công ước ILO 98 sẽ thể hiện cam kết của Việt Nam đối với quyền của người lao động và chấn an Quốc hội châu Âu rằng Việt Nam sẽ tuân thủ các nghĩa vụ lao động của mình theo EVFTA. Thưa quý vị, nhóm 17 luật sư Lộc Hưng đại diện cho 20 hộ dân bị cưỡng chế phá rỡ nhà xây dựng trái phép hôm 4 tháng 1 và 8 tháng 1 vừa qua vừa ra thông báo số 2 khẳng định việc cưỡng chế của chính quyền vừa qua là cách thức thu hồi đất trả hình. Thông báo được đăng tải trên fanpage Công lý cho người dân vườn rau Lộc Hưng chiều ngày 25 tháng 1 cho biết các hộ dân này vừa gửi đơn tố cáo hành vi hủy hoại tài sản do nhiều người dưới sự chỉ đạo của một số lãnh đạo chính quyền phường 6 quận Tân Bình thực hiện từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1. Khi không có các quyết định hành chính theo quy định như quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế, thông báo cưỡng chế đối với các hộ dân ở đây. Theo đó, thì chính quyền phường 6 quận Tân Bình chỉ xuất trình cho báo chí một văn bản duy nhất là thông báo ghi ngày 29 tháng 12 năm 2018 cho biết kế hoạch phá rỡ các nhà xây dựng trái phép sau thời điểm 1 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên thì trong thực tế, lực lượng cưỡng chế đã phá rỡ cả các nhà xây dựng trước thời điểm 1 tháng 1 năm 2018, chiếm giữ toàn bộ đất của vườn rau lộc hưng, kể cả đất của các hộ chỉ trồng rau, không có nhà hay công trình xây dựng trên đất. Nhóm luật sư Lộc Hưng kết luận đây là cách thức thu hồi đất trá hình không có cơ sở pháp luật nhằm chiếm đoạt trái phép đất của các hộ dân ở đây. Nhóm luật sư giúp dân vườn rau lộc hưng được hình thành sau khi xảy ra vụ phá hủy nhà cửa của người dân tại vườn rau lộc hưng. Nhóm gồm một số luật sư được nhiều người biết đến như luật sư Trần Vũ Hải, Trần Hồng Phong, đặng Đình Mạnh, Trịnh Vĩnh Phúc, Đoàn Thái Duyên Hải, Nguyễn Văn Miếng. Quý vị, ông Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm và một số quan chức công an cấp cao sẽ bị đưa ra xử công khai kể từ ngày 28 tháng 1 tại Hà Nội trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành công an. Truyền thông trong nước loan tin như vừa nêu dẫn nguồn từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết 5 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm Phan Văn Anh Vũ tức là Vũ Nhôm, Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn, Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân. Tổng cộng có 8 luật sư tham gia bảo chữa cho 5 bị cáo này. Tin cho biết các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo khoảng 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 gồm Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách thuộc Tổng cục V, Bộ Công an và Phan Hữu Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, các bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng 2 điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999, gồm hai cựu tướng công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng trong ngành công an, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Phiên xử dự kiến kéo dài 3 ngày đến ngày 30 tháng 1. Ông Phan Anh Vũ, nguyên là sĩ quan công an cấp tá, được cho là đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của ông để trục lợi trong việc mua bán tài sản công cộng tại thành phố Đà Nẵng. Vào hôm 30 tháng 7 năm ngoái, ông Phan Văn Anh Vũ bị tòa án Hà Nội tuyên 9 năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Hai người khác cùng bị án tù trong phiên xử này là ông Phan Hữu Tuấn, nguyên tổng cục phó cục tình báo Bộ Công an và ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an. Phiên xử vào tháng 12 năm ngoái tuyên Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đề nghị được hỗ trợ bằng nguồn vốn nhà nước do không thể thu phí sau nửa ngày vận hành. Theo truyền thông trong nước thì công ty CP BOT cầu Thái Hà bắt đầu thu phí từ 0 giờ ngày 10 tháng 1 sau khi được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải cùng với sự đồng thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên thì đến 11 giờ ngày 11 tháng 1 tại điểm đầu dự án tuyến đường bộ Nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc ở cầu rẽ Ninh Bình đã xuất hiện biển công trường đang thi công và một số ống cống đặt trên mặt đường. Đến ngày 13 tháng 1 thì đất đổ tràn ra toàn bộ mặt đường khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua cầu Thái Hà nên BOT Thái Hà không thể tiếp tục thu phí. Do không có doanh thu như dự kiến, công ty CP BOT cầu Thái Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ công ty bằng nguồn vốn nhà nước đối với phần doanh thu bị ảnh hưởng theo phương án tài chính của hợp đồng và các khoản chi phí phát sinh ngoài hợp đồng BOT. Dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng nối hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam, khởi công cuối tháng 10 năm 2014, tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, thời gian thu phí dự kiến là 16 năm 7 tháng. Công trình được thông xe kỹ thuật từ tháng 11 năm 2016 được khai thác sử dụng từ ngày 3 tháng 4 năm 2018. Cũng tin liên quan trạm thu phí BOT, hiện nay trạm BOT cai lậy chưa chốt được ngày thu phí trở lại, dù trước đó đã có thông báo sẽ thu lại vào ngày 14 tháng 2 năm 2019. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, lý do dời ngày vì 14 tháng 2 còn trong thời gian vui Tết. Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiền Giang cho biết, địa phương sẽ chấp hành thời gian thu phí trở lại đối với trạm BOT Cai Lậy do Bộ Giao thông Vận tải quyết. Dự án trạm thu phí BOT Cai Lậy được khởi công năm 2014 và hoàn thành năm 2017. Dự án thực hiện thu phí từ ngày 14 tháng 8 năm 2017, nhưng sau đó gặp phản đối, phải nhiều lần xả trạm và dừng thu phí cho đến nay. Việt Nam sẵn sàng thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng với Canada ở cấp thứ trưởng. Đồng thời, hai bên cần tăng cường hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công nghiệp quốc phòng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu như vừa nêu trong lúc gặp gỡ với thiếu tướng Derek Joyce, cục trưởng cục chính sách an ninh quốc phòng uh, quốc tế và Bộ quốc phòng Canada nhân dịp ông này sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp đón diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 1 ở trụ sở Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, việc gia tăng hợp tác quốc phòng Việt Nam Canada nhằm góp phần tăng cường an ninh quốc phòng của mỗi nước nói riêng, đồng thời góp phần duy trì an ninh của khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung. Thượng tướng Nguyễn Chí Bình còn khẳng định rằng, Việt Nam ủng hộ Canada tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng về phía Canada, Thiếu tướng Derek Joyce thông báo kết quả làm việc với cục đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và bày tỏ hy vọng hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. Thiếu tướng Derek Joyce cảm ơn Việt Nam về lời mời Canada tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng và ông sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Canada. Hiện vẫn còn 48 người Việt trốn tại Đài Loan chưa bị phát hiện bởi cơ quan chức năng địa phương. Trước đó thì hồi tháng 12 năm 2018 đã có 148 người Việt với chiếu khán du lịch đã trốn mất khi vừa đặt chân tới Đài Loan. <laughs> Truyền thông Đài Loan đưa tin vừa nêu vào ngày 24 tháng 1, kèm theo thông báo về một chương trình ân xá của chính phủ Đài Loan cho những người nước ngoài ở lại quá hạn ở đảo quốc này. Những người Việt đi theo chiếu khán du lịch trốn lại sẽ không được nằm trong chương trình ân xá bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 vừa qua. Chương trình này được đưa ra trước dịp Tết Nguyên Đán là kỳ lễ hội mừng năm mới âm lịch theo phong tục của nhiều quốc gia Đông Á, trong đó có Đài Loan, Việt Nam. Theo chương trình ân xá mới được đưa ra, nếu những người ở lại Đài Loan quá hạn mà tự nguyện ra trình diện với cơ quan chức năng thì sẽ được giảm tiền phạt, chỉ phải trả tối đa là 2.000 đài tệ, tương đương 64 đô la Mỹ, trong khi nếu bị bắt thì bị phạt đến 10.000 đài tệ và không cho tái nhập cảnh Đài Loan trong một thời gian dài. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt Ngữ Đài Châu tự do trên điện thoại di động, quý khách thân giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính, phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp, cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đại Á Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo RFA Việt Nam. Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Bản Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do trên kênh YouTube RFA Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự, thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với người dân oan mất đất Lộc Hưng với những suy nghĩ của họ về những bài báo vừa qua từ nhà nước Việt Nam. Câu hỏi được người dân đặt ra là lương tâm nghề nghiệp của những nhà báo này nằm ở đâu? Mời quý vị cùng theo dõi và chia sẻ sau đây. Trong 2 ngày 4 và 8 tháng 1 vừa qua, chính quyền phường 6 quận Tân Bình đã huy động máy móc lực lượng công an đến cưỡng chế vườn rau lộc hưng của hơn 100 hộ gia đình đã sinh sống ở đây nhiều năm, bất chấp những phản đối của người dân. Nhưng điều đáng chú ý là báo chí nhà nước đã đưa các thông tin mà khiến những người dân vườn rau Lộc Hưng bức xúc. Báo Sài Gòn Giải Phóng online có bài đăng vào thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019 với nhan đề 134 hộ dân khai thác đất vườn rau Tân Bình đều có nhà bên ngoài. Nội dung bài viết có nói rằng quận xử lý việc chiếm đất cất nhà cho thuê tại khu vực vườn rau trên là không phải đẩy người dân ra đường. Con tôi nó mở mạng, con tôi nó đại học kinh tế lúc nào nó mở mạng cho tôi coi. Ông Đồng cho biết ông thường xuyên theo dõi tin tức báo chí về sự kiện Lộc Hưng những ngày qua. Vì bức xúc với những bài báo như trên, người dân đã liên hệ và phản ánh với chúng tôi. Ông Đồng là nạn nhân vừa mất nhà trong vụ phá dở vừa qua. Này lại chịu cảnh ở nhờ nhà họ hàng mà bây giờ tôi không có chỗ ở tôi phải đi ở nhà tôi đi ở nhà mà chật chội lắm bà Thoa cũng bị ủi bay căn nhà giờ phải xin ở tạm nhà mẹ một thời gian hiện tại hôm trước thì còn ngủ ngoài vườn bây giờ hai ba ngày hôm nay thì ghé về ghé cả ở nhà mẹ ngủ mà nhà mẹ thì quá đông người đông con đi bây giờ đồ đạc các thứ đấy cứ phải giải để cái võng này là trước nằm rồi cái củ bơ cụ bớt vậy đấy báo điện tử pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cơ sở chủ quản là Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh có đăng bài với tựa đề Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình giải thích việc cưỡng chế tháo dỡ. Bài báo này trích dẫn những lời giải thích từ phía Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình về vụ việc nhưng không có đoạn nào ghi nhận giải thích của người dân về việc xây dựng trên khu đất này. Báo pháp luật dẫn lời phía chính quyền quận Tân Bình rằng theo lãnh đạo quận Tân Bình, từ ngày 4 tháng 1 đến 9 tháng 1, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ tổng cộng 112 công trình xây dựng không phép tại vườn rau Lộc Hưng. Cũng theo lãnh đạo quận Tân Bình, quy trình thủ tục cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng không phép được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tương tự, tuổi trẻ cũng chỉ dẫn lời giải thích của chính quyền quận như sau. Trả lời tuổi trẻ về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình khẳng định quận thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình như lập biên bản, ban hành quyết định, thông báo, niêm yết trước khi cưỡng chế. Nhận xét về những bài báo trên, nạn nhân vụ việc ông Cao Hà Chánh, đại diện người dân Lộc Hưng nói Có những báo báo Sài Gòn, báo Pháp Luật, rồi báo tuổi trẻ. Thời gian mà qua thì họ cứ tới để gặp, thì chúng tôi cũng cho cũng cho anh em để gặp. Nhưng mà cũng nhấn mạnh là gì? Chúng tôi đã tất cả các bước chúng tôi gửi đơn cho phường quận và thành phố bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần là chúng tôi gửi đơn tính chất như vậy cho các tờ báo chí và mỗi lần chúng tôi lên báo chí là hoàn tránh mặt chỗ nát. những người dân ở vườn rau lộc hưng cho biết họ đã có đầy đủ giấy tờ hợp lệ về mảnh đất và đã gửi cho các báo đài từ hơn chục năm trước khi họ làm đơn kiện đòi chính quyền địa phương chứng nhận cho họ quyền sử dụng đất. Ngay cái việc mà nói chúng tôi là hoàn toàn trái pháp luật thì đơn giản nhất, báo chí là người nắm rõ nhất, báo chí là người xung phá nhất và báo chí là người hiểu hết. Nhưng mà ngược lại báo chí với đài truyền hình nói hoàn toàn trái pháp, trái về cái việc của chúng tôi. Vì nếu mà nói hỗ trợ thì thứ ăn chúng tôi đâu có sai đâu. Tương tự báo thanh niên cũng có bà chỉ toàn ý kiến của phía chính quyền quận. Theo đó, từ ý kiến chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tại công văn ngày 10 tháng 1 năm 2019 về đơn giá đất nông nghiệp sẽ áp dụng đơn giá 7 triệu 55 ngàn đồng một mét vuông để tính hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng đất tại khu đất công trình công cộng phường 6. Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình sẽ hỗ trợ chi phí tương đương doanh thu 3 tháng, có mức từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, quận Tân Bình cũng hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tổ chức đào tạo chuyển đổi ngành nghề theo nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Khi chưa kịp hỏi bà con vườn rau nguyện vọng ra sao, thì chính quyền quận đã vội vã muốn hỗ trợ chuyển đổi nghề. Báo thanh niên cũng không có một dòng nào ghi nhận phản hồi của người dân về nhã ý của chính quyền. Dân bức xúc nói. Không có đặt lòng tin vào họ được một cái gì cả. Tại sao trước khi họ đến, họ biết rằng là thiệt hại, sao họ không thông báo trước cho bà con để cho người ta bớt cái tổn thất bớt cái thiệt hại đi mà tại sao sau khi làm rồi thì bắt đầu mới đưa cái chiêu trò ra rằng là, là, xoa dịu người dân 3 triệu một tháng họ bây giờ họ cũng bảo tôi là hỗ trợ 3 triệu một tháng thuê nhà sau 3 tháng đó chúng tôi đu dây điện ở nhiều cơ quan truyền thông thay nhau dẫn lời chính quyền quận Tân Bình nói rằng chính quyền này luôn thực thi đúng pháp luật phía người dân một lần nữa khẳng định Toàn bộ những thông tin của họ là họ chỉ dán bài trên bảng thôi chứ chưa trực tiếp đến người dân chúng tôi tại vì không người mời người dân chúng tôi đi họp đâu, có thông báo trực tiếp với người dân chúng tôi đâu, ngay cả cái việc cưỡng chế nhà của tôi cũng không có một thông báo nào đến nhà tôi mà. Sau khi đã phá hủy các công trình, chưa muốn dừng lại ở đó, ngày 16 tháng 1, Sài Gòn Giải phóng Online xuất hiện bài báo với tiêu đề: Công an cũng cố hồ sơ vi phạm từ vụ vườn rau phường 6 Tân Bình. Phía chính quyền và truyền thông trong nước như Sài Gòn Giải phóng Online còn muốn tiếp tục bắt tay đánh người dân không tất sắc thêm lần nữa. Báo Sài Gòn Giải Phóng viết, trong các đợt xử lý công trình không phép, có 18 trường hợp bị xử lý vì có hành vi gây rối trật tự công cộng tại nơi thi hành quyết định cưỡng chế, chống đối lực lượng chức năng. Đặc biệt, Công an quận Tân Bình đang củng cố và xác lập hồ sơ để xử lý một số đối tượng cầm đầu chống người thi hành công vụ. Anh rất tuân thủ pháp luật, ăn rất ủng hộ chính sách, ăn luôn luôn đi từng bước để rồi mong rằng là à, thủ tướng và đảng nhà nước biết. Nhưng mà cuối cùng bây giờ là mọi chuyện giống như bất chấp xã hội này, bất chấp chính phủ, bất chấp đảng nước, bất chấp con người. Đạp lên, đổ lên và cuối cùng bây giờ tính mạng của anh và mọi người đây đe dọa, coi như sắp chết. Thì bây giờ anh cũng nói thẳng luôn, vậy ở thành phố Hồ Chí Minh này đang dùng luật gì? Kỷ niệm đau thương này có lẽ cả đời người dân vườn rau cũng không quên. Ba tuần trôi qua, cho đến nay, họ vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Lại thêm những bài báo đưa tin một chiều, không ghi nhận ý kiến dân, khiến người dân bức xúc phải đặt câu hỏi. Bây giờ xoáy qua vấn đề về báo chí, về đa truyền hình thì rõ ràng lương tâm để đâu? Lương tâm nghề nghiệp nằm đâu mà dám biết như vậy? các thính giả có thể sử dụng RFI app để xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ các chương trình của Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. Qua đó, quý vị có thể nhận báo tin về các diễn biến mới nhất cũng như quý vị có thể chia sẻ các tin tức của Đài Á Châu Tự Do với bạn bè và người thân qua các trang mạng xã hội. Thiên tài về tài App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin tuần sau cũng ngay trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban bình ngữ, chân như xin cầu chúc quý vị có được những ngày cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.